Hôm nay em lan đi là 20 cái vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khói cho đại lý. Hiện tại thì đại lý này của em Lan chỉ thích nắp băng cục và nắp bông mai thôi, cho nên hôm Lan em Lan sẽ giới thiệu sơ nét về nắp băng cục. Nắp này được gọi là nắp băng cục. Toàn bộ hàng ở bên em Lan là trên nắp cũng được ốp mót cách nhiệt, bên trong cũng vậy luôn. Còn nắp này được gọi là nắp hoa mai. Đó, khi mình bỏ cái ấm tích vào bên trong thì nó sẽ ôm vừa khít cái ấm tích như thế này, và nó giữ được cái độ nóng là từ 6 đến 8 tiếng và lưu giữ được cái hương thơm, giữ được nguyên vị cái hương thơm của lá trà, vì vậy mình uống sẽ không bị mất cái vị trà. Mẫu này được gọi là mẫu tứ linh và nắp hoa mai. Hiện tại thì mẫu tứ linh em Lan chỉ có duy nhất một xay, đó là xay đựng ấm 1,5 lít. Mẫu này được gọi là mẫu chạm 3 chữ phúc lộc thọ xung quanh bình và nắp hoa mai. Hiện tại thì mẫu này có đầy đủ tất cả các xay cho quý khách hàng lựa chọn. Đây là mẫu phúc lộc thọ và nắp là nắp măng cục. Chạm 3 chữ phúc lộc thọ xung quanh bình. Hàng ở bên em Lan á, là được chọn lọc từ những gốc dừa rất là già để tạo nên những cái vỏ bình ủ như thế này, rất đẹp mắt luôn. Khi mua hàng ở bên em Lan á, lúc nào cũng được tặng kèm theo một cái ấm tích, một cái lon đựng trà, một cái ấm tích, một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa. Mẫu này được gọi là mẫu măng cục và chạm 2 chữ tài và lộc, đế của nó là đế hoa mai. Hiện tại thì mẫu này em Lan cũng có đầy đủ tất cả các xay cho quý khách hàng lựa chọn, từ xay đựng ấm 0,8 lít, 1 lít, 1,5 lít và 2,5 lít. Mẫu này là mẫu chạm 2 chữ tài và lộc, một mặt chạm tài, một mặt chạm lộc, và nắp là nắp măng cục, rất là đẹp luôn nha quý khách. Mua hàng ở bên em Lan á, thì sẽ an tâm về chất lượng cũng như là mẫu mã. Bên em Lan luôn luôn cập nhật những cái mẫu mã mới nhất mà trên thị trường chưa có.